Chào mừng quý vị đến với bản tin năng lượng ngày 20 tháng 4 của HCT và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Về báo cáo tuần kho EIA, báo cáo kết thúc ngày 14 tháng 4 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,581 triệu thùng, nhiều hơn kỳ vọng của thị trường là giảm 1,088 triệu thùng, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Trong khi đó, dự trữ xăng tăng 1,3 triệu, trái ngược với kỳ vọng là giảm 1,267 triệu. Các kho dự trữ sản phẩm chưa cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi đã giảm 0,356 triệu so với dự báo là giảm 0,927 triệu. Tổng hợp tin tức về năng lượng Dầu tiếp tục thua lỗ sau đợt giảm lớn nhất trong một tháng do nền kinh tế Mỹ đang trình trệ, làm lưu mờ sự sụt giảm lớn trong các kho dự trữ dầu thô. Dầu WTI giảm xuống dưới 79 đô một thùng sau khi đóng cửa thấp hơn 2,1% vào thứ Tư. Cục Dự trữ Liên bang cho biết trong cuộc khảo sát Biggie Book rằng nền kinh tế Hoa Kỳ bị đình trệ trong những tuần gần đây vẽ ra một triển vọng ảm đạm cho nhu cầu. Đồng đô cũng đã mạnh lên, tạo ra một cơn gió ngược khác cho hàng hóa. Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại đã làm lưu mờ một báo cáo lạc quan rộng rãi từ cơ quan thông tin năng lượng, cho thấy các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,58 triệu thùng trong tuần trước, các nhà máy lọc dầu hoạt động trên 91% công suất lần đầu tiên kể từ tháng 12, nhưng tồn kho tăng. Bất chấp sự sụt giảm, dầu thô vẫn tăng từ mức thấp nhất trong 15 tháng đạt được vào giữa tháng 3 sau những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Một thông báo bất ngờ của OPEC cộng về việc cắt giảm sản lượng và hạn chế dòng chảy của Iraq đã củng cố một số mức tăng với kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc phục hồi cũng hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin năng lượng của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.